tọa lạc ở giữa đất nước Nhật Bản xinh đẹp. Tỉnh Aichi được thiên nhiên ban cho cảnh đẹp phong phú, khí hậu ôn hòa. Bên cạnh đó, Aichi còn nổi tiếng với những thắng cảnh như thành Nagoya. Không chỉ được biết đến bởi sự phong phú, độc đáo về văn hóa, bề dày lịch sử, Aichi còn nổi tiếng với những món ăn ngon được chế biến cầu kỳ và công phu. Vậy, Aichi còn điều gì thú vị nữa? Hãy cùng khám phá Aichi nhé! Cùng chờ đón hai người bạn đồng hành khám phá Aichi thôi nào! Hey, xin chào các bạn! Tôi là Việt Nam Cương đây! Xin chào mọi người! Mình là Thanh Trần đây! Yeah. Việt Nam Cool là người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội người Nhật với khoảng 2 triệu lượt người theo dõi trên tài khoản xã hội của anh. Các nội dung chính mà Việt Nam Cool thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội của mình chính là các video giới thiệu về văn hóa và điểm đến thu hút của Nhật Bản đối với Việt Nam. Cô Lợi ơi, ăn cơm này con. Trời, sao ăn quá trời ăn mà chứ không hấp thu. Thanh Trần là người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội với khoảng 2 triệu lượt người theo dõi trên TikTok và hơn 400.000 người đăng ký trên kênh YouTube của cô. Các video của Thanh Trần chủ yếu về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cô. Hôm nay là Aichi-ken, Nihon Sandai Toshi no hitotsu, Nagoya-kara-hajimarimasu. Thật sự rất là rộng lớn, đẹp, đường xá thì to, sạch sẽ và không khí rất trong lành. Nihon ni osumai no Vietnam-jin ga jissai ni otozuretari, mitari, tabetari, ここはベトナムの方に超おすすめやというところを徹底的にリサーチしてます。で、そこから厳選して皆さんにお届けしますので楽しみにしててください。今回はオアシス21からスタートです。OK! リトイ！やー！Tập này, chúng ta sẽ đến với thành phố trung tâm của tỉnh Aichi. Đó là thành phố Nagoya.Tại đây có nhiều điểm tham quan nổi tiếng với khách du lịch nước ngoài, mang đậm văn hóa độc đáo lâu đời. Phải kể đến đầu tiên là thành Nagoya. Ngoài ra còn có các khu mua sắm, các món ăn ngon đặc trưng. Nơi hai MC lưu trú trong chuyến đi này là khách sạn Nagoya Sakae Washington, nằm trong khu đô thị nhộn nhịp. Từ đây có thể đi bộ tới các điểm tham quan nổi tiếng ở Nagoya, là một khách sạn nên lựa chọn khi đến với Nagoya.Một biểu tượng đặc trưng của khu vực Sakae chính là Oasis 21, một công trình có mái bằng kính nhìn giống như con tàu vũ trụ khổng lồ bằng nước. À, nước đây nè. Wow. Ôi. Được. Hay quá vậy. Đẹp quá. Đây là một địa điểm chụp hình nổi tiếng, là biểu tượng của Nagoya.Đứng luôn, 2, 3 Ui, 1, 2, 3 Được không? Đây là Hisaya Odori Park. Ngay bên cạnh Oasis 21 là Hisaya Odori Park. Ở đây có nhiều quán ăn và cửa hàng quần áo rất nổi tiếngVào buổi tối, như các bạn có thể thấy, nơi đây trở thành địa điểm chụp hình đẹp lung linh. Hiện có khoảng 500.000 người Việt Nam đang sống tại Nhật Bản, trong đó ở Aichi khá đông, với khoảng 50.000 người Việt Nam. Lần này,Người giới thiệu địa điểm cho chúng ta là sư cô Thích Nữ Như Tâm. Hiện sư cô đang làm trụ trì tại một ngôi chùa dành cho người Việt ở Nhật. Sư cô đã giới thiệu địa điểm mà khách du lịch nước ngoài hay đến tham quan, đó là Nagoya Zo. 5-6 回ぐらいですね。友達一緒に連れてるけども、本当に今まで人生で見たことないだと思います。うわあ、全体名古屋ロイ。本場挑戦、やあ。オーケー、レッツゴー。ほほほ。オフゲー。もうや。わあ。
khu vực Sake có thể đi bộ đến thành Nagoya. Mùa xuân với sắc hoa anh đào, mùa hè với màu xanh tươi mát, mùa thu với lá đỏ. Mỗi mùa đều có nét đẹp riêng, tạo nên thành Nagoya tuyệt đẹp mà du khách luôn muốn tới tham quan. Thành Nagoya đó. À, thành Nagoya. Thành Nagoya đúng rồi. To vậy? Ở đây đẹp nhất. Ừ. Thành Nagoya. Hai ba. Nagoya. Yeah, hai ba. Hai ba. Hai ba. Quá đẹp quá. Ok chưa? Ủa. Ủa. Ê. Nagoya城へ参った。え、何?武士たちはどこから来たのじゃ?あ、ベトナムです。はい、僕はこれ。我が名は徳川家康。はい。名古屋城の築城者じゃ。 Người đột nhiên xuất hiện là các tướng quân thân thiện của thành Nagoya. Mỗi ngày họ đưa khách du lịch đi tham quan và giới thiệu về ngôi thành này. Những tướng quân thân thiện khiến du khách có cảm giác như đang được bước vào chuyến du hành quá khứ, trở về 400 năm trước. Một trong những điểm đến đầu tiên của Nagoya城は本丸御殿。力強い名古屋城の城と、そして豪華な本丸御殿。この組み合わせが名古屋城全体の特徴じゃ。 Hãy thử hỏi các du khách nước ngoài xem họ cảm thấy như thế nào về tòa thành Nagoya. Why are you be here? The culture of Japan. I think it's very interesting. How do you think about Nagoya Castle? Amazing. All the wall paintings, everything is just really inside. Beautiful. Mm-hmm. Have you gone inside? Yeah, we've been already. It's really good. It's really, really good. Yeah, it's amazing. Cung điện Honmaru là nơi các lãnh chúa thời xưa sinh sống, là nơi được xây dựng tráng lệ nhất, và ở ngoài lối đi vào là これは竹林氷骨と申して竹の林の中に虎や豹がいるというものじゃ。 400 年前は虎も豹も日本にはいなかったんじゃぞ。 あ、そうですか。 さよ。 ん? 虎いなかったけど。 ん? そうじゃ。 日本にはいない動物を 成功に描け、そして威勢よく客を迎えるということは力を見せつけるという意味があります。 Càng đi vào bên trong thì càng thấy cung điện Honmaru rực rỡ hơn. Nơi đây có tới trên 30 phòng và nhìn rất sang trọng. Omotesuin là nơi để các lãnh chúa tiếp khách, được trang trí bắt mắt với phong cảnh thiên nhiên hoa cỏ, chim chóc. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không chỉ là bên trong căn phòng. Wonderful. Lama. Sugo. Konna rittaiteki nan desu ka? So as you get closer and closer, yeah, you will see how three-dimensional this is. すごいな! だいたい厚みがこれほどあるでな。 あ、そうですか。 すごいな! Như vậy? Làm tay thủ công. Craft. Những tấm Ranma có tác dụng đón ánh sáng mặt trời và lưu thông không khí trong phòng. Ở điện Honmaru, Ranma là một tấm ván được điêu khắc nổi như một tác phẩm nghệ thuật. Sa koko wa shogun ga oru machi ya na. Koko no kesuki ga. Sou ja. Chippa utsukushi. Sou ja. Hoka no mono tachi wa koko kara shogun o miru ja na. Kochira kara mukou ga no kesuki ga ichiban gouka de. Shogun kara kochira o miru yori mo gouka. そして他の場所と違い、金だけではなく、炭を使っておるというのが実は一番格式が高いのじゃ。Nơi nằm sâu trong cùng là điện Soraku. Đây là nơi chỉ có lãnh chúa mới được phép vào. Khi nhìn lên trần nhà, có thể thấy nhiều câu chuyện được vẽ bằng mực. Đây là những bức tranh đặc biệt mà chỉ lãnh chúa mới có thể nhìn thấy.
cùng chụp hình kỷ niệm với các tướng quân nào? Và địa điểm tiếp theo là... Denki Shachiyokochorai. Wow. Ở đây có như món ăn Nagoya. Ồ, nổi tiếng. Rất nổi tiếng. Ngay bên cạnh thành Nagoya là Kinsachi Yokochu. Nơi đây có rất nhiều món ăn ngon đặc sản của Nagoya, là một địa điểm không thể bỏ qua. Người đã giới thiệu địa điểm này là bạn Phát đã đến Nhật được 7 năm. Hiện Phát đang làm việc tại công ty thương mại Chubu Ryuchu, công ty về thực phẩm và tạp hóa thuộc tập đoàn siêu thị Valer. Hichima Bushi Bincho là cửa hàng bán cơm lươn được nướng trên than củi. Hai ba, tan tan, ta. Thơm quá à. Nướng than củi làm cho da lươn giòn, còn phần thịt mềm mỏng. Nước sốt là hương vị bí truyền được làm từ nước tương tamari và mirin của Aichi. Hichu Mabushi không giống với cơm lươn bình thường mà được đựng trong thú. Cách ăn món này như thế nào đây nhỉ? Ichizenme wa mazu sonomama no waji de tanoshinde kudasai. Ngon không ta? Vị rất là đậm đà. Thịt luôn mềm, ngọt, thơm, đậm đà. Rất là hợp với cái sốt này luôn. Cơm lươn ngon nhất từng ăn luôn á. Ngon quá. むっちゃくちゃカリカリしてます。あ、すごいマスクってね、ふわふわしてます。炭で焼いてるから余計そうですね。カリカリさが。はい、そうです。うん、うわ。2膳目が薬味を加えていただきます。おネギとわさびです。わさび。はい。わさびラは。はい。あ、のは。あ、の。お、にゅうこ。にゅうは。あ、でこ。 え、あ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 
Cay không? Không, không, bình thường. Bình thường. Miếng nước hả? Bình thường, không cay đâu. Xíu thôi, một xíu thôi. Hai, sáng giờ mẹ là Negi to wasabi to odashi to nori o kakete ochazuke ni shite o meshiagari kudasai. Ăn hợp quá à? Mệt chào nè. ありがとうございます. Cách thứ nhất là để nguyên như vậy ăn. Cách thứ hai là thêm gia vị vào ăn chung. Cách thứ ba là chan súp vào ăn. Cách mà các nhân vật trải nghiệm thích nhất là cách nào? Thích nhất cái nào? Thích cả ba. Nhờ bò. Cả ba. Vì năm cung thích cái nào? Mình chăm gì nè. Được dêm đùa gì. Tất cả. Tất cả. Ôi, bắt chước quá à. Bắt chước. Sau khi hai MC thưởng thức món ngon của Nagoya thì địa điểm tiếp theo là rồi. Dance on the road. Đây nè. Phố mua sắm Osu có khoảng 1.200 cửa hàng, bao gồm cả cửa hàng bán đồ ăn và cửa hàng quần áo. Đây là một trong những khu mua sắm lớn nhất ở Nagoya, được người dân địa phương cũng như khách du lịch ghé thăm.
tôm quá. Tôm quá. Ôi. Ồ, bánh mọc nếp. Bánh mọc nếp. Đúng rồi, cái này rất nổi tiếng. Shinsu Zume là cửa hàng lâu đời đã mở cửa khoảng 60 năm, được người dân địa phương yêu thích. Cùng thưởng thức món bánh bột nếp Mitarashi và bánh bột nếp Kinako nổi tiếng của Osu được nướng ngay trước mắt. Ta ta. Giá là 100 yên một xiên. 5 cục. 5 cục. Ôi, có bột. Hay là Kinako. Ăn nha. Ăn đi. Ăn thôi. Ok. Nóng. Nóng. Bên trong dẻo. Gạo nếp rất mềm á. Mềm. Thơm á. Thích nha. Thích ta cùng ăn nha. Ngon quá. Thật nhiều. Ăn đi. Ăn thử á. Ok ok ok. Rất ngon. Rất ngon. Này ngon hơn. À, ngon, ngon. À, cho túi này. Tôi cũng như vậy. Tất cái bột này, tất cái bột này. Tất cả là như vậy. Nhờ, người biết. Ông quên chụp hình rồi. À, quên rồi. Quán Brazil. Brazil. Hai MC đi dạo quanh Osu và phát hiện ra một địa điểm. Một trong những điểm hấp dẫn của khu mua sắm Osu là bạn có thể thưởng thức ẩm thực từ nhiều quốc gia khác nhau, như ẩm thực truyền thống của Brazil hay hamburger của Mỹ. Wow, kebab, quán kebab hả? Kebab. Kebab hả? Món kebab của Thổ Nhĩ Kỳ được chế biến ngay trước mắt. Ngoài ra, món kem dẻo Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một món được yêu thích. Không chỉ hương vị của kem mà phần trình diễn cũng rất thú vị. Ủa, ai rồi đó? Đó, anh nhất. Mời nè. Hồi đó nè. Cô lên, cô lên. Dạ, đó. Cô lên. Cô lên. Hết rồi. Finally. Ngon. Dẻo ngon á. Ngon lắm hả? Ngon. Ngon. Thơm mùi vani nha. Dẻo. Dẻo dẻo. Thôi, ăn nữa không? À, sức ngủ mùi sẵn. Tiên say à? Lemonade 専門店 Lemotto. Lemotto. Ở đây chắc chắn có. Nước chanh hả? Đúng rồi. Nước chanh. Konnichiwa. Vậy nó cũng uống cái nào? Uống cái nào ta? Thanh chan thích cái nào? Lemotto là một cửa hàng chuyên về nước chanh. Tại đây, người ta vắt lấy toàn bộ nước cốt từ quả chanh để làm món nước chanh. Hình ảnh dễ thương đi kèm trong túi được giới trẻ vô cùng yêu thích và chụp hình check-in. Ok. Dễ lắm. Dễ thương quá. Ủa, bị đâm cua nữa, dễ thương quá nè. Ủa, dễ thương. Dễ thương không? Ở đây cửa có. Ta tự biết á. Dễ thương quá. Dễ thương, thank you. Kawaii, 1, 2, 3, yo. Wendy. Đã. Đã. Mát. Mát. Sảng khoái. Sảng khoái. Thì đâm cô uống đi. Ngon quá. Sau khi thưởng thức các món ngon của Osu thì điểm đến tiếp theo là đây đây nè. Circus. Ok, let's go. Shitsureishimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. Xin chào. Phố mua sắm Osu cũng là nơi thu hút với các bạn trẻ xanh điệu.
có rất nhiều cửa hàng quần áo tại đây, nhưng điều khiến nó trở nên độc đáo là có rất nhiều cửa hàng quần áo đã qua sử dụng. Chủ những cửa hàng quần áo này đã sưu tầm các món đồ độc lạ, khó tìm, và điều đó thu hút rất nhiều tín đồ thời trang cổ điển tìm đến. Em thấy là tuy là nó là một cái tiệm đồ cũ nhưng mà em thấy tất cả các đồ đều còn rất là mới. その状態とかはうちかなり綺麗なものを選んでたりとか、まあ、リペアとかはしてるあるんで、まあ、その古着イコールちょっと汚いみたいなイメージはないような、うん、かなり綺麗なものはセレクトしてますね。Hai MC của chúng ta sẽ thay đổi hình ảnh bằng trang phục cổ điển được chủ tiệm chọn giúp. Đầu tiên là Việt Nam Cool. Tha ta tha. Như thế nào? Cũ đâu. Gái Nhật. Gái Nhật đó hả? Gái Nhật đó. Nè ta vì sao là ê ê ê. Với giá cả hợp lý, có khi bạn sẽ tìm được một món hơi ở đây. Chỗ này to quá à. Hả, to quá. Đi ngoài không hết luôn á. Ừ, rất to. Còn rất nhiều điểm vui chơi ở Osu. Bây giờ chúng ta đi Meido Cafe nha. Meido Cafe là gì ạ? Meido Cafe mà, Meido Cafe. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Meido Cafe. Cái này Meido Cafe như vậy nè, biết không? À, biết, 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 biết. Như vậy cái này là Meido Cafe nè. À, Meido Cafe. À, đúng rồi. Vào thôi. Đi thôi. Konnichiwa. Konnichiwa. Xin chào. Kawaii. Kawaii nè. Đây là quán cà phê Bed Dream Bean. Bên trong quán sẽ như thế nào đây? Đi thôi. Đi thôi, let's go. Wow. Này đồ chân đồ. Trời ơi. Không đi chưa? Xin chào. Xin chào. Wow, kawaii. Xin chào, chào mừng đi cà phê đi. Yêu cầu sao mê đồ đi mình nhé. Bỏ tay, bỏ tay. Bên trong quán cà phê dễ thương này có gì? こちらメイドリーミー名物ラブカクテリーミーになります。ラブカクテリーミー、やだー、ありがとうございます。お待たせいたしました。こちら、はい、グレープフルーツトニックになります。はい、はい、ご主人様失礼いたします。そしてこちらピーチアップルティーになります。はい、じゃあ、ほら、わー、はい、cùng tạo điểm nhấn cho món đã gọi。私がフリフリって言ったらフリフリ、シャカシャカって言ったらシャカシャカで、言葉の追いかけっこをお願いいたします。はい、カパノイフリフリ、チュンタノイフリフリ、カパノイシャカシャカ、チュンタノイシャカシャカ、フリフリフリフリフリシャカシャカ、オッケーオッケー。一緒に手拍子もお願いいたします。ボタイ、はい、じゃあ行きます。せーの、パチパチパチパチ、それじゃあ行くよ。モエモエモエモエモエモエ、オレンジ切る、フリフリフリフリフリフリフリフリ、シャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカ、モエモエモエモエモエモエモエモエ、キュンキュンキュンキュンキュンキュンキュンキュン、それじゃあ最後におまじない、おまじない、おいしくなあれ、はい、おいしくなあれ。ありがとうございます。Sau khi lắc lên và rót vào ly, món đồ uống dễ thương với màu sắc rực rỡ đã hoàn thành. Chào chào. Wow, めちゃめちゃ可愛い色になりました。ありがとうございます。ピーチアップルティーも入れていきたいと思います。はい。じゃじゃん。じゃじゃん。わあ。ありがとう。
ロンディン。うんね。No. Má quá. Thấy hai bạn đó rất là dễ thương, kawaii. Đầu tư về trang phục nè, còn rất là nhiệt tình làm nước cho mình uống. Ui. Em là con gái mà em còn mê nữa. Kêu thêm đi. Kêu thêm đi. Kêu thêm món đi. Cho mấy bạn đó lại đây. Món parfait này là món đặc trưng riêng chỉ có ở quán cà phê này. Oishikunare. ごめんね。ありがとうございます。動物さんたち、甘いが逃げないうちにお食べください。はい、ゾウ。うん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 。Đúng rồi, đúng rồi. Ôi, đúng rồi. Cho em mặc đi. Ôi, mặc đi. Cho em mặc đi. Cho em mặc đi. Ừ. Em mặc đi. Và bây giờ là hình ảnh Thanh Trần trong trang phục cosplay. Ừ, hấp quá. Kia là con mặt tiêu. Cái Việt Nam cũng thấy Thanh Trần như thế nào? Hấp quá, dễ thương quá. Cảm ơn nha. Em không có cái này hả? Ủa, không có đâu. Em là người đầu tiên đó. Ngoài ra, nơi này còn có cả sân khấu để biểu diễn như ca sĩ thực thụ. Ôi, 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 ôi. Tại đây, chúng ta có thể trải nghiệm nhiều hoạt động nhóm với nhiều đặc trưng khác nhau. Ô Sư còn là một con phố nơi tổ chức các lễ hội cosplay mà cosplayer trên thế giới hội tụ. Nagoya là nơi xây dựng trung tâm mua sắm dưới lòng đất quy mô lớn đầu tiên của Nhật Bản. Đây là khu vực có các trung tâm mua sắm ngầm phát triển khá tốt so với các khu vực khác trên cả nước. Ngày mưa cũng như ngày nắng, có rất nhiều người ghé thăm, tham quan các dãy cửa hàng. Hôm nay chúng ta đi chơi rất nhiều điểm vui chơi ở Nagoya. Thành chẳng vui như thế nào? Em thấy Nagoya là một thành phố rất là xinh đẹp với nhiều điểm vui chơi và phù hợp với mọi lứa tuổi. Càng đi em càng muốn khám phá nhiều hơn nữa. Em muốn đi hoài đi thêm nữa thôi. Còn rất nhiều điểm vui chơi khác ở Aichi nên các bạn hãy đến nha. 次回は三河エリアで自然の魅力、伝統の味覚を楽しみます。ウィー。わお。あー、めっちゃしんどいやん、これ。ウィー。ウィー。ホワイホン。ホワイホン。ウィーフォー。ムーン。いや。はい、ば。Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nha!